Ngày xưa ngày xưa, trong một ngôi làng xa xôi, người ta bất ngờ phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ. Những đêm cuối tháng 10, cả làng đều bị ám. Không phải là bị ma quỷ thật đâu, mà chính là bị chuột nhắt phá phách khắp nơi. Đến cả ông trưởng làng cũng phát điên vì lũ chuột cứ đến nhai cửa nhà, đồ ăn và thậm chí là tóc giả của ông. Không chịu nổi nữa, dân làng họp lại và quyết định phải tìm cách dọa đám chuột này để chúng tự giác bỏ đi. Thế là một thanh niên sáng dạ đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, mặc đồ kinh dị, hóa thân thành ác quỷ để hù lũ chuột. Ai ngờ cách này lại hiệu quả không ngờ, lũ chuột sợ tái sanh và chạy tan tác khỏi làng. Đêm đó, dân làng vỡ òa trong niềm vui, không chỉ vì thoát khỏi lũ chuột mà còn vì lần đầu tiên họ được vui chơi thỏa thích, không phải lo đến công việc nặng nhọc. Sau thành công bất ngờ, dân làng quyết định mỗi năm một lần vào cuối tháng 10 sẽ hóa trang để nhớ về đêm chiến thắng lũ chuột. Dần dần, thay vì chỉ mặc đồ dọa chuột, người ta còn trang trí nhà cửa với bí ngô, đặt nến và hóa trang thành nhiều nhân vật kỳ dị khác. Lễ hội Halloween ra đời như vậy đó, từ một sự kiện tưởng chừng vô lý nhưng lại vui nhộn và được lan truyền khắp nơi. Ngày nay, Halloween đã trở thành dịp để mọi người cùng nhau trổ tài hóa trang sáng tạo và đám trẻ con không phải đi hù chuột mà lại hù hàng xóm để kiếm kẹo. Cũng không ai còn nghĩ đến việc diệt chuột nữa, nhưng mỗi lần Halloween đến, người ta vẫn thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh ác quỷ làng ngày xưa, hóa ra không phải ma quỷ thật mà là đội quân diệt chuột nổi tiếng một thời.